Hello và xin chào tất cả mọi người đến kênh YouTube của mình. Rất vui gặp mọi người trong clip lần này và khởi đầu trận đấu ở round 2.5 thì mình đang có một cái combo loại công nghệ đó chính là khuyến mãi kinh nghiệm và mình kích hoạt luôn đó chính là Bitogo để chơi nha. Mọi người đang xem clip của chương trình một like, subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ những clip hay nhất của mình nhé. Dạo gần một tháng đây thì mọi người chắc cũng sẽ cảm nhận được thôi, bởi vì cảm thấy mình hơi toxic, hơi tiêu cực và nhiều thứ đúng không ạ? Thì điều đó là một cái điều mà mình không hề muốn như vậy đâu, nhưng mà cuộc sống nó tạo ra cho mình nhiều thứ nó khá là kiểu khó nói mọi người ạ. Cảm giác như kiểu là thà nó không có gì đến thế thôi, nhưng mà một khi đã có một cái gì xảy đến nó sẽ đến liên tục luôn. Và điều đó đang đến với mình bây giờ mọi người ơi. Cái độ tuổi của mình hiện tại bây giờ nó đang kiểu mấp mé 30 tuổi á, nên là có nhiều điều xảy ra lắm. Nhưng không sao, mình vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái đam mê làm YouTube này. Ok, thì đợt cách đây vài ngày thì mình có quảng cáo cho một cái web kia đúng không ạ? Thì tự nhiên thấy mọi người phản ánh về điều đó có vẻ hơi nhiều hướng ấy. Thì ok, mình vẫn sẽ luôn luôn tôn trọng khán giả là điều trên hết, bởi vì nếu như mà không có khán giả thì cũng sẽ không có minh nguy kịch như bây giờ ấy. Vậy nên thì mình sẽ không để logo của nhãn hàng đó ở trong clip nữa, mà thay vì đó thì mình sẽ live stream thôi. Có nghĩa là mình sẽ dùng cái kiểu là cái nhãn hàng nó cũng tài trợ cho mình ấy, thì mình sẽ live stream thôi, có nghĩa là động lực để live stream mỗi tối đó, kiểu thế. Hy vọng vẫn sẽ được sự ủng hộ của mọi người nha. 2.6 này, 3 trận thua. Nói chung là game này lợi tức của mình không nhiều, bởi vì lỗi công nghệ khởi đầu của mình chỉ là khuyến mãi kinh nghiệm ấy. Để xem nào, round 3.2 của mình sẽ là gì đây. Và đó là tải xuống tri thức này, truyền máu này. Mình đang chơi cái huyền thoại kiểu Caitlyn ấy, nên là nó sẽ ra. Ui, động lực cuối cùng à? Nếu như mình chơi combo động lực cuối cùng kết hợp với đó chính là khuyến mãi kinh nghiệm à, sẽ tạo ra được một trận đấu như nào đây ta? Mình đang khá là tò mò về cái điều mình sắp đạt được ở trong cái game này đây. Nếu mình chơi combo này thì mình sẽ có gì đây ta? Một trận đấu open level 10 từ sớm chăng? Đó cũng là một cái điều hay. Mình sẽ sử dụng luôn nhé. Vừa kết hợp được chuỗi thua Bitogo này, lại vừa có thể up cấp nhanh nữa. Hay luôn. Mọi người, nếu anh em nào mà kiểu quan tâm đến mình ấy, thì chắc sẽ thấy kiểu là dạo này clip mình post lên kênh được ít đi này. Rồi là nhiều clip cũng không được chất lượng cho lắm. Thì mình cũng sorry mọi người thôi, bởi vì mọi chuyện nó xảy ra đến với mình kiểu là mình đang bị tiêu cực trong cuộc sống và nhiều thứ, nên là kiểu tâm trí và tụt mót cũng không có kiểu là tâm trí để làm clip nữa. Vậy nên là hẹn mọi người đến mùa 10 nha. Mùa 10 thì nó sẽ rơi khoảng tầm ngày mùng 8 tháng 11, sắp tới đây rồi. Thì với đấu trường chân lý mùa 10 thì sẽ có nhiều điều thú vị và mới mẻ. Lúc đó thì mình sẽ tập trung hơn và đầu tư thời gian nhiều hơn vô TFT mùa 10. Nói chung chỉ cần mọi người ủng hộ thôi thì bao nhiêu khó khăn cũng sẽ tan biến thôi. Oriana ơi, skill nào, giết được vài mạng đi. Một mạng. Chó gát luôn. Hai mạng rồi, ok. Giết luôn cái le rồi, đừng có thắng nha. Đừng có thắng nha, Bly. Thắng phát này là khóc luôn đó. Thôi xong rồi mọi người ơi. Rồi ok, vậy là khéo mình sẽ thắng mất. Bởi Oriana của mình đang cầm cuồng đao mọi người ạ. Nefiri ơi. Ui. Ui. Perfect mọi người ạ, trời ơi. Cảm giác những lúc như này là lúc sướng nhất này. Chơi game
mà gặp những pha như này gọi là siêu sướng luôn. Ra đi chợ này, Eco à, Kai'Sa. Mình còn 36 máu thôi, để xem ra này mình sẽ lấy gì nhỉ? Mình sẽ lấy Kai'Sa cầm BF à, 4 tướng 4 vàng. Rồi ok, mình sẽ lựa chọn Kai'Sa luôn nha. Bảy máu này, mình đang cố gắng làm sao để cho cái trận đấu này của mình ấy nó sẽ gọi là vừa có thể giữ được cái chuỗi thua BTOG mà vừa có thể làm sao up lên level 10 ở round 4 chấm mọi người nhá. Đấy là cái hai điều mình đang muốn xảy ra trong trận đấu này. 3.5 rồi, mình đang có 6 trận thua, nói chung là có BTOG hơi muộn mọi người ạ, chứ nếu mà có sớm thì nó đã trở thành một câu chuyện khác rồi. Trời ơi, thua đậm quá. Mình cứ sợ mình sẽ thay bị thắng cơ, nhưng ai ngờ gặp toàn đối thủ mạnh thôi. Mạnh siêu mạnh mọi người ơi. Bảy trận thua Sidoni à. Mình thì vẫn đang tập trung chính là up lên level 8, level 9 cái đã. Cái điều mình quan tâm ở mùa 10 bây giờ ấy, đó chính là cái hệ nào là hệ hack hit ở mùa 10 thôi. Điều đó đều quan trọng nhất đối với mình mọi người ạ. Ôi, ông này cũng đang độc lực cuối cùng này và đang chơi một cái gì đây? Đó chính là lối đi riêng à. Tuy đội mình đông như này nha, nhưng mà lối đi riêng này đang rất là mạnh, đang kiểu là hot meta luôn. Và mọi người cùng xem này, đối thủ này không có một cái gấp đồ gì nha, nhưng mà mọi người cùng xem con Azir nó chọc kìa, cực kỳ nhanh luôn. Và round này thì ui sao giáp của con TX nhiều vậy. Rồi ok, và đây sẽ là một trận đấu thua đẹp luôn này. Hay quá. Mình đang rất cần những cái trận đấu xảy ra như thế này. Perfect mọi người ạ. Thua luôn. Rồi 8 trận thua. Mình chuẩn up lên level 8 rồi. Rồi ok, 3.7. Mình sẽ để Orianna trận đầu nha. Bởi vì đội hình như này khả năng dễ thua bãi sói lắm. Không biết mọi người như thế nào nha, nhưng mình lâu chia sẻ mọi người một chút về cuộc sống của mình ấy. Có nghĩa là nhiều anh em cũng hay bảo mình là tại sao anh cứ bảo là bỏ thuốc mà tại sao anh vẫn châm quẹt hút thuốc. Thì thực tế mọi người biết không, có nghĩa là cứ mỗi khi nha mà mình muốn bỏ thuốc mọi người, không biết mọi người có bị như mình không. Đây là mình đang chia sẻ cho những anh em nào đã và đang hút thuốc chứ mình không kiểu là khuyến cáo mọi người hút thuốc gì cả. Thì cũng nghĩa là mỗi khi mình đang có ý định bỏ thuốc nha, thì tự nhiên trong cuộc đời mình những cái thứ mà nó không ngờ tới, áp lực ấy, không ngờ tới nó lại xảy ra với mình, những câu chuyện lại xảy ra với mình. Xong lúc đó là mình lại buồn quá, mình lại tìm đến thuốc lá. Nó giống như kiểu là một người yêu mình vậy, nó thuốc lá mọi người tưởng tượng này. Nó giống như kiểu người yêu mình, một người bạn đời mình, một người bạn thân thiết với mình. Có thể mọi người không tâm sự với người yêu được, không tâm sự với bạn bè được, nhưng mà với điếu thuốc thì mọi người có thể tâm sự với nó được. Rất là khó. Rồi ok, và đây chính là round 4.1 này. 8 trận thua rồi và mình đang muốn thua thêm một trận nữa nha, để kích hoạt động lực cuối cùng luôn. Pha kích hoạt động lực cuối cùng này thì mình sẽ cơ may là up được lên level 10 đó. Ở round 4.2 mọi người nhá, 4.2 level 10 luôn. Rồi ok nào. Kích hoạt luôn. Binh cái gì vậy? Binh cái gì vậy bạn ơi? Khởi đầu hai lõi kim cương à? Giờ mở round 4.2 mà ra cho mình một cái lõi công nghệ kiểu gì đây? Và đó là ui, hàng chờ Pandora này, lựa chọn luôn mọi người nhá. Rồi, mình sẽ up lên level 10 luôn. Và bây giờ thì mình sẽ có một cái combo khá là hoàn hảo, bởi vì mọi người chắc đã xem mình chơi rất là nhiều combo này rồi. Đó chính là hàng chờ Pandora kết hợp với level 9, level 10 sớm. Thì trận đấu này mình cũng đã như vậy rồi. Đây, mình sẽ run để tìm kiếm những vị tướng 5 vàng 2 sao nha, xong chỗ random, để nó sẽ tạo thành một vị tướng 5 vàng 3 sao thật sớm. Cái công việc của mình bây giờ là cần phải làm sao để nổ hũ đã.
mình đang muốn ron để kiếm một con kiểu là một con Heimerdinger ấy để lấy cái cuồng đao của con Oriana ra ngoài, nhưng mà lại không được mọi người ạ. Rồi, Ron hơi đen nha, không ra được những vị tướng mà mình cần rồi. Và cái trang bị này thì mình sẽ gõ ra này. Lưỡi kiếm tử thần à? Áo choàng hừng đông, ok, mình sẽ cho Gang Blanc cầm luôn nha. Thôi cho Gang Blanc đi, tính cho Achok cầm nhưng mà thôi, Gang Blanc vẫn sẽ là một cái gì đó an toàn hơn. Gì đây, Silco. Round này thì mình nhìn là mình thắng rồi. Chỉ sợ là gặp mấy ông khỏe khỏe thôi. May sao có round này là ok. Và đó sẽ là nổ hũ mọi người nhá. Nào, nổ hũ nào mọi người ơi. Come back home. Rồi mình sẽ lựa chọn luôn Achok đi mọi người ạ. Bắt Achok đi, bởi vì Achok mình đang có lượng tướng nhiều á. Lựa chọn Achok luôn. Làm của Achok 3 sao ra 4 chấm nhờ, cho mọi người theo dõi đúng không? Mọi người rất là thích xem về kiểu là Achok 3 sao ra 4 chấm. À sorry, ý là mọi người thích xem kiểu những vị tướng 5 vàng 3 sao ra 4 chấm ấy. Thì mình cũng đã có khá nhiều clip như vậy rồi. Như đợt cách đây mấy hôm thì mình đã có một clip, đó chính là Heimerdinger 3 sao ra 4.6 rồi. Một trận đấu siêu nhân phẩm luôn. Siêu nhân phẩm mà mình làm được mọi người ạ. Bèo vẹt này. Achok mình đang có tổng cộng 4 con. Gank Blank lên 2 sao luôn rồi. Sao 2 mình sẽ bán luôn này đi cho Gank Stacy mọi người ạ, để lấy cuồng đao á. Mình còn một máu thôi, nhưng mà cũng có nhiều đối thủ đang cũng rất là mạnh luôn, nên là mình sẽ phải làm sao để xem xét sao nó hợp lý đó. Hợp lý hợp tình mọi người ạ. Chứ bây giờ một máu mà thua một phát thì chỉ có cút thôi, chứ sao mà sống được nữa. Rồi, cuồng đao. Cuồng đao thì mình vẫn sẽ chờ đợi con Heimerdinger xuất hiện rồi mình sẽ lắp nha. Còn tất cả đợi từ từ đã. Trận đấu này thì ui, ông này Heimerdinger à? Mình hơi đen là Ron không ra Heimerdinger mà. Hơi đen điều đó thôi. Nhưng mà nếu mà ông mê game này mà gặp mình thì chắc là mình sẽ win ông này đó, bởi vì mình đang có đội hình khỏe mà. Ui, ông này cũng cầm hai con Heimerdinger rồi cơ. Có vẻ cái lượng Heimerdinger của anh em đang cầm tương đối nhiều nhờ. Ron nó vẫn hơi nhỏ mọi người nhờ. Nó cũng không ra được cái thứ mình cần nữa ha. Sion chuẩn bị 3 sao này, top 1 đang cầm Heimerdinger 2 con rồi. Của Sante luôn, bao vẹt luôn. Hai lọ kim cương mà anh em lên cấp nhanh lắm. Azi à, giờ gặp ông cờ mê game này thì chắc win được đúng không? Để đây luôn đi. Ok, phải là gặp ông mê game rồi. Mình nghĩ là sẽ win thôi. Bởi vì Hammer đồ như vậy mà gặp Gangbang mình đồ này thì chắc là mình sẽ win rồi. Không thua được đâu mọi người, win rồi. Ok, vậy là tạm biệt ông mê game rồi nha. Mê game đã hy sinh. Tạm biệt. Tạm biệt bạn. Hơi đen đúng không? Nếu như hôm nay mà không gặp mình thì có lẽ đã có thể có một điều đó ngon hơn rồi. Nhưng mà gặp mình thì mình đã đấm này một phát gọi là tung mõm. Với combo là công nghệ, khuyến mãi kinh nghiệm được cuối cùng. Open level 10 round 4 chấm luôn. Rất nhanh chóng. Mỗi tội giờ đang hơi kẹt vàng một chút mọi người ạ. Hơi kẹt. Đang hơi kẹt một chút thôi. Kẹt quá nhở.
Ông này level 8 này, mình sẽ check map xem này, cũng level 8 luôn. Nói chung là anh em bây giờ bắn bắt tướng năm vàng nhiều lắm. Đặc biệt là con Heimerdinger mà. Heimerdinger là đang là một cái tâm điểm bắt tướng luôn. Xin vàng thôi, cần vàng nó không cần gì hết. Vàng thôi. Ơ, không có cái gôn nào vậy? Để rồi. Đây rồi, đã xuất hiện Heimerdinger mọi người nhá. Một con Heimerdinger rồi, mình sẽ cho nó cầm cuồng đao luôn. Rồi, máy bảo vàng này. Như để mình lấy máy bảo vàng này thì mình cần phải thôi, hy sinh đời bố củng cố đời con mọi người nhờ. 2 con Ahri thì nên giữ lại nha, bởi vì nó có thể cho mình một vị tướng 5 bằng 2 sao đó. Ôi gạch lành mạnh quá mọi người ơi. Được 2 vàng này cũng được, cũng ấm lòng chiến sĩ đúng không? Mình không thích con Rai cho lắm, mình sẽ để Rai random đi. Ahri thì nếu mà lên 2 sao thì mình sẽ cho một random để tiếp tục ra nha. Trận đấu này khởi đầu bằng Halo Kim Cương là game nó diễn ra tương đối nhanh, tốc độ trận đấu đẩy hơi nhanh. Heimerdinger tiếp kìa. X2 cửa sân T và máy bọc vàng à. Nếu mà xét để mình lựa chọn trong cái round này thì mình vẫn đang muốn hướng tới kiểu là bây giờ mà lấy máy bọc vàng bắt Hammer là để đây, cho Rhyme vào đây đúng không? Hammer để vào đây, Hammer thì không lên 3 sao rồi. Cho Ahri vào. Cửa Sante tận 2 con. Mình vẫn thích kiểu combo máy bảo vàng hơn. Để hắc vàng ấy. Vẫn thích đấu à? Tắp tạm đi nhờ. Mà ganh Blank mình mạnh quá. Ganh Blank của mình nó skill phát thôi là đối thủ đã bốc hơi rồi. Nên là Hammer của mình khó thể nào mà. Đấy không? Một phát đã clear luôn rồi. Được 2 vàng thôi này. 4 vàng không? Ôi ngon vậy. Quá đi. Trận đấu để diễn ra siêu nhanh luôn mọi người ạ. Mình level 10 nó nên là đấm mấy người đau lắm. A chốc này. Ahri cho răng vô trong luôn đi. Rồi ganh Blank mà Rai đúng không? Giờ bán tiếp một con nào nhỉ? Bán tiếp 2 con này đi. Nhìn có vẻ nhìn hơi yếu đuối đúng không? Chết thật mọi người ạ. Ôi, ông này à. AZ, ông này có mỗi con AZ thôi. Wow, ông này còn động lực cuối cùng nữa mọi người ơi. AZ chủ bị 3 sao kìa. AZ của này còn 3 nữa sẽ lên 3 sao nha. Và động lực cuối cùng vẫn đang chưa kích hoạt nữa. Đáng sợ đấy. X2 con Rai à, đi vào bộ đây đi. Bởi vì sao X2 con Rai thì có cơ hội mình lên được một con Rai hay 2 sao mọi người. Nên mình sẽ để lại nha. Sion này, bắt Sion luôn. Sion chuẩn mình chuyển lên 3 sao luôn rồi. Heimerdinger, cờ Sante, Sion, ganh Blank. 5 Sion, 5 Aatrox. Ông này vẫn chưa kích hoạt được lực cuối cùng này. Rồi để xem nào. Có gì hot. Rồi cờ Sante 2 sao mọi người nhá. Top 1 à. Top 1 thì đang có 7 Surima. Ahri tiếp này. Ahri tiếp này. 7 Surima bây giờ. Liệu rằng hơi căng đúng không? Căng lắm. Giờ cho cờ sân T vào thì cũng không phải là cách sự lựa chọn hay. Thôi để đây đi. Cờ sân T 1 sao. Cách Blank của mình skill phát thôi đủ thủ cũng đủ ngộp rồi. Mọi người ông nhìn này. Bum. Bum. Chỉ ít vàng nào em ơi. 2 vàng à. 4 vàng không.
Bell vẹt cửa sân T ra liên tục luôn. Rồi Sion mọi người nhá. Roy 2 sao này, Roy 2 sao bây giờ thì mình sẽ bán dây C đi. Bắt Roy 2 sao cho vào đây. Một đội hình tấu hài luôn đúng không? 26 máu, ông này thì mình nhai được, mình nhai ông này được nên là mình không có ít kiểu máy màu vàng nữa, chứ có máy màu vàng thì ngon hơn nha. Modern Kaiser này còn 2 nữa lên 3 sao này. Ông nhà ở đâu đấy thì vẫn chưa kích hoạt động lực cuối cùng, vẫn đang là một cái bí ẩn này. Ôi, ông này cầm 2 cái blank vậy. Ôi, ông xin lỗi em đây cầm 2 cái blank à. Vậy thì chịu rồi. Làm sao tôi lên cái blank 3 sao được. Giờ nếu mà lên được 3 sao thì trừ khi mình lên được con Aatrox 3 thôi mọi người ạ. Rồi. Game này do anh em Halo Kim Cương ấy, ông này cũng để up lên level sớm cả và... Ôi, không ra à. Này gank blank hết rồi, hết tướng gank blank rồi. Gank blank không thể lên 3 sao rồi, mình cầm 2 con ấy. Giờ trừ khi có thể lên được một là Aatrox thôi. Ôi, ông này cũng bắt full tướng 5 vàng luôn rồi. Khó thở nhờ. Thích 3 méo vàng rồi. À chốc còn một con nữa lên 3 sao này. Chắc đau sau mình sẽ đẩy luôn con gank blank ra ngoài luôn. Đây không, ông này cầm gank blank nên là mình sẽ lựa chọn đó chính là bán gank blank 2 sao đi mọi người. Chứ cứ mình để giữ lại thì không thể lên được. Ui, may sao thuyền đúng vào bến đúng chính xác luôn. Sion, 2 con nữa lên 3, Heimerdinger này, top 1 này. Nhức cái răng đấy nhờ. Nhức cái răng ghê mọi người ạ, khó nhờ. Ron nó cứ thế nào ấy, cứ dính ấy nhờ. Em nhà đâu đấy này. Nhưng mà mình gặp ông này à, gặp ông này thì mình win được. Em nhà đâu đấy thì bây giờ đang cầm combo rồi đây. Ahri, Heimerdinger, Sion. Rồi vậy là cùng lắm thì mình lên được một con Aatrox 3 sao thôi. Nhưng mà round này để xem nào. Úi trời ơi, úi trời ơi, con nào thì chọc gớm vậy. Không sao ơi, mình vẫn có thể một cái này nữa mà. Rồi ok, win luôn nha. Giờ tướng 5 vàng kẹt lắm, hết tướng rồi. Đấy, cứ thế thôi. Chết. Gặp con này hơi nguy hiểm. Ok. Lên luôn mọi người nhá. Aatrox 3 sao rồi. Round 4.2 up level 10 và bây giờ là Aatrox 3 sao. Trong muôn ngoàn đối thủ cầm tướng 5 vàng à, thì mình đã lên được con Aatrox 3 sao rồi ạ. Rồi ok. Và mình nghĩ là sau round này thì cũng sẽ end game luôn rồi mọi người ơi. Và sẽ là một cái trận đấu finish game ở round 6.3 nha. Chào mừng hẹn lại ở những video sau. Bye, tạm biệt. Mọi người like, subscribe và chuông thông báo rồi nha. See you again.